Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo giá heo hơi ngày 26 tháng 1 năm 2024 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số tin vắn đáng chú ý sau đây. Cận Tết là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao, nguồn cung thịt heo sạch trên thị trường luôn được người dân đặc biệt quan tâm hiện tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các địa phương siết chặt công tác giết mổ trên địa bàn để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân theo báo nghệ an với tổng đàn heo trên một triệu con nhu cầu tiêu dùng thịt heo lớn mỗi ngày tăng đột biến trong dịp tết nên nguồn cung thịt heo đảm bảo an toàn luôn được người dân quan tâm hàng đầu hiện nay tại các địa phương xuất hiện dịch tả heo châu phi tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các địa phương tiến hành lập chốt kiểm dịch tiêu hủy đúng quy trình heo nhiễm bệnh đồng thời nghiêm cấm việc mua bán vận chuyển heo ra vào vùng dịch, địa phương nào để xảy ra tình trạng heo nhiễm bệnh buôn bán trên thị. Trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đối với nguồn thịt heo được nhập về các lò mổ tập trung bắt buộc phải có giấy tờ truy xuất nguồn gốc, đảm bảo có xuất xứ từ các vùng chưa có dịch, đồng thời trong quá trình mổ heo phải có sự giám sát của cán bộ thú y cơ sở, ông Hồ Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, cho biết. Lò mổ Xuân Hòa trước đây do huyện quản lý, từ đầu năm 2024 bàn giao cho xã quản lý. Từ thời điểm được tiếp quản, công tác đảm bảo đầu vào của heo được địa phương quan tâm hàng đầu. Mỗi ngày, heo về lò mổ thì lực lượng chức năng thú y xã đều kiểm tra giấy tờ, nếu hợp lệ mới cho phép đưa vào lò mổ. Do số lượng heo mổ tăng cao trong dịp Tết nên ngoài cán bộ thú y hiện có thì xã cũng phải thuê thêm một cán bộ thú y nữa để thay phiên giám sát tại lò mổ mỗi ngày, không để xuất hiện heo bệnh heo ốm tại lò. Sau đây mời bà con và các bạn cùng xem giá heo hơi hôm nay. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc, Bắc Giang đạt mức giá 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Yên Bái 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Lào Cai 56.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Nam Định 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 57.000 đồng 1 kg. Phú Thọ 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Thái Bình 57.000 đồng 1 kg, Hà Nam 57.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Hà Nội đạt mức giá 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Ninh Bình 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Lạng Sơn 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Bắc Ninh đạt mức giá 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Điện Biên đạt mức giá 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Hòa Bình đạt mức giá 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên, Thanh Hóa 55.000 đồng 1 kg, Nghệ An 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 55.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 53.000 đồng 1 kg, Quảng Trị 53.000 đồng 1 kg. Huế 54.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Bình Định 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Khánh Hòa 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 55.000 đồng 1 kg, Bình Thuận 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Gia Lai 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg, Ninh Thuận 54.000 đồng 1 kg. Côn Tung 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam, Bình Phước 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Bình Dương 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Tây Ninh 55.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Long An 54.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp 52.000 đồng 1 kg, An Giang 52.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Cần Thơ 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Kiên Giang 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Hậu Giang 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg, Tiền Giang 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg, Bạc Liêu 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg, Trà Vinh 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Bến Tre 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg, Sóc Trăng có mức giá 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Cà Mau có mức giá là 53.000 đồng 1 kg.